Xin chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại chuỗi 2K5 đánh bay lý thuyết cùng với thầy Minh Berlin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang cái chuỗi lý thuyết là đánh bay lý thuyết đề số 05. Hôm nay là buổi số 05 rồi. Và ở đây trong cái chuỗi đánh bay lý thuyết này thì đó là cái niềm mà thầy rất mong muốn là dành cho tất cả các bạn 2K5, đó là các bạn có thể chinh phục được toàn bộ phần kiến thức lý thuyết nhá. Vậy ở đây mình sẽ có này. Cùng chiến đấu cùng thầy nhá. Câu số 1 là Metin format thì có công thức là Metin format. Các bạn đừng comment đáp án xuống phía dưới nhá. Metin format thì nó có phải là HCOOCH3 đúng không? Đúng không? Vậy metin format nó sẽ có công thức là HCOCH3. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 2. Acid oleic là một acid béo có trong dầu thực vật. Công thức của acid oleic là acid oleic là một acid béo có trong dầu thực vật. Thì công thức của acid oleic là, thì cái này mình phải thuộc thôi, đúng không? Anh này là acid stearic. Anh C15H31 là acid palmitic. Anh C7H33 là acid oleic, đúng không? Anh C3H5OH3 lần là glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ, quá dễ đúng không các em? Câu số 3 nhá. Este có công thức cấu tạo là CH3COCH5 thì tên gọi của X nó sẽ là gì? Etin acetat. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 4. Rheolein là một chất béo có chứa gốc hydrocarbon không no trong phân tử. Thế thì vừa nãy rheolein là nó sẽ được tạo bởi từ 3 gốc acid oleic. Vậy suy ra nó sẽ là C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây là acid béo? Thế thì acid acetic thì không thể là acid béo được. Đây. Tương tự như vậy thì acid formic cũng không thể là acid béo được. Acid propionic cũng vậy, không thể là acid béo được. Vậy acid béo là acid palmitic C15H31COH. Đáp án đúng là đáp án A. C15H31COH acid palmitic. Câu 6 ạ. Chất nào sau đây không phải là este? Lưu ý nhé, không phải là este. Đây, este thì có nhóm chức CO 1, 2, 3, 3 này là este. Riêng anh A này không phải este bởi nó là muối được tạo bởi từ acid và NH3. Đây ạ, gọi là muối amino đấy. CH3COOH cộng với lại NH3 thì nó tạo thành là CH3COONH4. Ok chưa? Đấy thì nó không phải là este. Câu số 7 ạ. Thủy phân tripalmitin thì có công thức là C15H31CO tất cả 3 lần C3H5. C15H31COO tất cả 3 lần C3H5 trong dung dịch NaOH thì thu được glycerol C3H5OH 3 lần và muối X là C15H31CONa. Đúng không ạ? Vậy công thức của X nó sẽ là C15H31CONa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 8. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử là C3H6O2 C3H6O2 với dung dịch NaOH, ta thu được CH3COONa cộng với nào? Đấy, cộng với. Thì chỗ này có. Vậy thì suy ra bắt buộc là anh este của C3H6O2 nó phải có dạng là CH3COO, đúng không? Thêm một carbon nữa là CH3. Vậy suy ra đây, chất X của chúng ta là CH3COCH3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 9. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng để tạo thành HCONa và CH5OH? Chất nào sau đây ạ? Thế thì giả sử nó là X mà nó tác dụng với NaOH để tạo thành HCOONa cộng với C2H5OH. Đúng ạ? Vậy thì suy ra X của chúng ta nó phải là gì?
HCOOC2 H5. Đúng không? HCOOC25. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án C. Câu số 10. Este nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol là 1:2? Thế thì hoặc để mà tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2 thì hoặc nó phải là Este2 trước, hoặc nó là Este của phenol. Etin format HCOOC2H5. Anh này là Este đơn trước, cũng chẳng phải là của phenol, bỏ. Phenin acetat CH3 COO C6H5. Đúng là nó tác dụng với NaOH để tạo thành CH3 COO Na cộng với C6H5 ONa cộng với H2O thật. Đây là 2 này. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Phenin acetat. Câu 11 ạ. Chất X có công thức phân tử là C4H6O2. C4H6O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit, thì thu được anhít acetic. Thế để thu được anhít acetic thì bắt buộc cái thằng X của chúng ta nó phải có dạng là COO CH nối đôi CH2, đúng không em? Đấy, nối đôi này phải gắn liền với lại carbon chứa hydro bên cạnh oxy. Nhá, thế thì ở chỗ này chỉ còn là một đầu thôi, CH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án A, đúng không? Đấy, làm cái chuỗi này xong là bá đạo với este lipid luôn. Câu 12 ạ. Metin acetat được điều chế trực tiếp bằng phản ứng este hóa giữa anh nào và anh nào? Thì metin acetat nó sẽ là gì ạ? CH3 COO CH3 thì nó sẽ được điều chế trực tiếp từ phản ứng este hóa của anh acid acetic CH3COH và anh ancol metilic CH3OH. Được chưa? Acid acetic và methanol cũng được nhá. Acid acetic và các bạn chọn là methanol cũng được. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu 13. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm etin acetat CH3COO C2H5, metin acetat CH3COO CH3 trong dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gồm, đây, CH3COO Na một muối và CH3OH với C2H5OH đầy một muối và hai ancol. Các bạn lưu ý nhé, một muối và hai ancol. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 14. STX có công thức phân tử là C4H6O2. STX có công thức phân tử là C4H6O2. Thủy phân X trong môi trường axit thì thu được hai chất đều có khả năng tráng gương. Gạch chân này từ quan trọng này từ hai chất đều có khả năng tráng gương. Vậy thì để mà thu được hai chất đều có khả năng tráng gương thì chắc chắn đầu axit nó phải là đầu HCOH thì nó mới tráng được gương. Vậy là loại anh C, loại anh D. Thế còn chất còn lại mà chắn ở gương, mình nắm được anh này có một nối đôi CC thì anh còn lại bắt buộc phải là anhít. Đúng chưa? Và để thỏa mãn điều đó thì chỉ có đáp án B thôi. Bởi vì chỉ có thằng B nó mới thủy phân trong môi trường axit để nó sinh ra được là HCOOH cộng với C2H5 CHO. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các bạn nhé. Đáp án B. Câu 15. Thủy phân hỗn hợp gồm etin propionat C2H5 COO C2H5, vinin format HCOO CH nối đôi CH2 trong dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm gồm gì? Thì gồm C2H5 CONa HCONa, đây là muối này, và này, hỗn hợp ancol là C2H5OH và thằng này nó là thằng anhít cơ, CH3 CHO cơ, đúng không? Vậy hỗn hợp này chúng ta sẽ gồm hai muối, một ancol và một anhít. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D các bạn nhé, phải là đáp án D. Ok chưa? Câu 16 bắt đầu tiến tới những câu bắt đầu sương sương khó khó rồi đó.
Câu 16 á. STX mạch thở. STX mạch thở có công thức phân tử là C5H8O4. C5H8O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng NaOH. Thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z. Biết Y tác dụng với CuOH 2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy suy ra Y là ancol đa kể. Y là ancol đa kể, mà ở đây O4 thì ancol hai chức. Hai chức và kể. Còn Z có khả năng tráng bạc. Z có khả năng tráng bạc. Vậy suy ra Z có dạng là HCOO nữa. Ở thế là xong rồi còn gì nữa. Vậy ngay tức mình đã suy ra được này. Chỉ thu được hai hợp chất hữu cơ Y và Z thôi. Vậy ghép lại nó sẽ là HCOO này. HCOO này, CH2 này, CH này, CH3 này. Đúng C5 chưa? Đúng C5 chưa? H4 này cộng H2 là H6 này, H8 này O4, đúng chuẩn chưa? Đấy. Vậy này. Một mol anh này mà thủy phân trong NaOH thì suy ra anh Y chúng ta nó sẽ là C3H8O2. Z của chúng ta HCOOA, anh này là 1 mol, anh này là 2 mol. Số mol của Z gấp 2 lần số mol của Y. Đúng. Đốt cháy 1 mol Z thì thu được 0,5 mol CO2. HCOOA mà đốt cháy trong oxy thì mình sẽ thu được là CO2 cộng Na2 CO3 cộng với H2O 2. Thì đây là 1, thì đây là 1, thì đây là 2 mol thì đúng là thu được 1. Vậy suy ra là 1 mol thì thu được 0,5. Đúng, chính xác. X có hai công thức cấu tạo phù hợp. Sai. X có khả năng nam ra trắng phản ứng trắng bạc. Đúng, làm gì? Tại anh ấy để chữ 1 công thức thôi. Đúng không ạ? Vậy đáp án sai của chúng ta là đáp án C. Ok nha các bạn nha. Câu 17 ạ. Đây là một trong số những câu thí nghiệm vật dụng cao mà các bạn rất hay sợ. Đúng không? Các bạn sợ câu này cái gì? Có thể rồi, không kinh nữa. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế este isoamin acetat theo sơ đồ hình vẽ dưới đây. Este isoamin acetat thì nó phải đi từ là ancol iso amylic và acid acetic. Đúng không? Đây acid acetic. 2 3 4 5 đúng rồi, isoamylic H4 nặc. Đúng rồi, một đúng, các chất điều chế trực tiếp. Nước trong ống sinh hàn có tác dụng làm lạnh để ngưng tụ este y. Chính xác. Phản ứng trong bình cầu là phản ứng thuận nghịch. Đây bình cầu đây này. Chính xác, phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch mà. Trong bình cầu cần thêm axit sulfuric đặc nhằm hút nước và xúc tác cho phản ứng este hóa. Chính xác tiếp. Chất lỏng y được sử dụng làm hương liệu trong sản xuất bánh kẹo. Chính xác. Este isoamin acetat là mùi dầu chuối. Đúng là làm trong bánh kẹo thật. Có thể sử dụng giấm ăn cho quá trình điều chế trên. Không được. Bởi vì chỗ này nó cần phải nguyên chất. Và đây 2% là không được. Nó làm giảm hiệu suất phản ứng nhá. Vì vậy nên số phát biểu đúng mình chỉ có 1, 2, 3, 4 và 5. 5 phát biểu đúng thôi nhá. Mê bỏ 5 phát biểu đúng. Úi dồi ôi câu 18. Úi dồi ôi câu 18. STX2 trước mạch hở có công thức phân tử là C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dịch NaOH đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X trong dịch NaOH đun nóng. Thu được ancol Y và chất hữu cơ Z và T. Biết phân tử khối của Z nhọn Y nhọn T. Thế thì phải viết lại Z nhọn Y nhọn T. Vậy đây là T. Vậy đây là T. Vậy đây là Z. Z nhỏ hơn Y. Nhỏ hơn T. Thế T lớn nhất à? Ừ đúng rồi, T lớn nhất. Thế thì phải viết ngược lại. T đây lớn nhất. Z này. Y này. T. Đây. Y là ancol.
cho y tác dụng với CuOH 2 lần thì tạo thành dung dịch màu xanh lam. Mà anh này là O4 Fe2 trước, vậy suy ra anh y chúng ta y là ancol 2 trước liền kề nhau. Ancol 2 trước và liền kề nhau. Đúng không ạ? Thế thôi, thế xong rồi. Thằng y là ancol 2 trước liền kề nhau mà thủy phân tác dụng nào cho phát biểu sau. Thế mà thằng y này lại lớn hơn thằng z. Đúng không? Thế vậy thì suy ra, suy ra anh y của chúng ta xem nào, mại lớn thằng z, thì z của chúng ta bây giờ giả sử như nó chỉ có thể là một anh, dụ nhanh HCOONA đi, thì phân tử khối của nó đã bằng 68, nó lớn hơn thằng C2H4 OH 2 lần. Vì vậy thằng y không thể là C2H4 OH 2 lần, vậy y chỉ có thể là C3 nhá. Vậy suy ra công thức luôn, HCOO này, CH2 này, CH này, CH3, đầu này COO này, C7H10, chỗ này là còn là 7 trừ đi 1, 2, 3, 4, 5, vậy là còn C2. H này là H3 cộng 3 là 6, 6 1 là 7, vậy là H3, CH3, vậy chỗ này nó phải là CH2 nối đôi CH. Hoặc công thức thứ hai là CH2 nối đôi CHCOO CH2 CHHCOO CH3. Đấy, nó chỉ có hai trường hợp này thôi. Đấy là hai trường hợp của anh X. Vậy thì anh T của chúng ta nó sẽ phải là anh CH2 nối đôi CHCOO nữa. Và anh ancol chúng ta thì biết rồi, nó sẽ là C3H8O2. Thế giờ đây bài hỏi, chất Z có phản ứng trắng gương? Chính xác, có trắng gương. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X. Chính xác, đầy chất X đợi. Chất T là mất máu dịch từ brom. Chính xác, có nối đôi CC. Chất Y là propan 1,2 dion. Chính xác. Nung chất T với NaOH trong CaO ở nhiệt độ cao thì thu được CH2 nối đôi CH2. Chính xác, thu được khí ethylene. Chính xác, E đúng. Giám án nhỉ? Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z. Cần vừa đủ. Thế này mình viết phương trình rồi. HCOONA cộng oxy tạo thành CO2 cộng H2O cộng Na2CO3. 2 đây, 1 đây, 1 đây. Được chưa? Đủ carbon. À, đếm hydro, 2 hydro đủ, đếm oxy 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 trừ 4, thế này 1. Vậy nếu mà 0,1 mol này thì cần 0,05 mol oxy, chứ không phải là cần 0,075. Vậy F sai. Vậy suy ra số phát biểu đúng mình có là A, B, C, D và E. 5 phát biểu đúng các bạn nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D rồi. Ok không, các bạn hiểu không? Dễ quá gì nữa. Câu 19 á, lại là một câu thí nghiệm vận dụng cao. Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 20 lít etin acetat, thêm vào 20 lít H2O4 20% vào ống thứ nhất, NaOH vào ống thứ hai. Thế thì ở bước 2, sau bước 2 này là chưa có phản ứng xảy ra, chưa có phản ứng xảy ra, nên là cả hai ống nghiệm đều phân lớp. Thằng este nổi lên bên trên, hỗn hợp còn lại chìm dưới. Sau bước 2, chất lỏng trong cả ống nghiệm đều phân thành hai lớp. Chính xác. Được chưa? Lắc đều ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút để nguội. Thì ở ống 1 là xảy ra phản ứng este hóa. Thì do este hóa nên nó vẫn còn este dư, nên suy ra sau bước 3 thì vẫn phân lớp. Còn ở ống 2 thì xảy ra phản ứng xa phong hóa, là phản ứng hoàn toàn, dẫn đến là este hết, dẫn đến là dung dịch nó đồng nhất.
Được không ạ? Sau bước 3 chất lỏng ở hai cả hai ống nghiệm đều đồng nhất là sai. Sau bước 3 ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau cũng sai, một thằng là este hóa, một thằng là thủy phân trong môi trường axit không giống nhau. Ở bước 3 có thể thay thế việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, đúng. Ống sinh hàn tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm, chính xác. Vậy ở đây mình sẽ có 3 phát biểu đúng, đó là A, D và E. Dễ. Thế các bạn thấy hay không? Căng nét đẹp nhỉ. Câu 20 ở câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Chất béo là trieste của glycerol và axit béo. Đúng. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Đúng tiếp. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Chính xác. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm thì đều tạo thành muối và ancol, sai. Nó phải tạo thành anhít mà. Vừa nãy mình làm rất nhiều rồi. Tristearin, công thức là này là sai, nó phải là C17H35 cơ. Vậy ở đây mình sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng thôi? Mình chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok. Các bạn thấy buổi hôm nay thế nào ạ? Xịn chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái chuỗi video này, chuỗi video chữa lý thuyết của thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em có bất kỳ một thắc mắc nào hay là cần tìm hiểu về khoa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage của thầy để được tư vấn nhanh nhất. Rất là hân hạnh chào mừng các em về cùng với khoa học livestream thầy. Ok, bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.